cô bác quý anh chị nãy giờ thì chú Bảy cũng đã biểu diễn về biệt tài đàn bạn vắng đoạn khúc Lâm Giang Lý Con Sáo, và biểu diễn một số kỹ thuật beatbox mà không cần micro hỗ trợ âm thanh mà chú đang biểu diễn chay. Thì Bùi Hồ có nói với chú thì thôi, thì nếu như mà khán giả xem thích quá hay là như thế nào đó thì nhờ chú, nếu như mà đàn ca tài tử thì không có giọng cổ thì nó không đúng chất. Bây giờ thôi vậy giọng Kim Lan đi ha chú Bảy ha. Rồi hơi dài hơn câu nữa. Mời cô bác với anh chị cùng lắng nghe tiếng đàn có 102 của nước Việt Nam, tiếng đàn được phát ra từ miệng trong bản vắng bài giọng Kim Lan. Cảm ơn chú Bảy rất là nhiều. Hôm nay thì con cũng gửi cho chú Bảy một ít tiền để chú Bảy làm lộ phí để đi đứng. Cảm ơn. Dạ. Bây giờ hôm nào chú Đồng Tháp cho chỉ dẫn chú Bảy xuống dưới lên số dừng chơi lại. Dạ dạ dạ. Số rồi. Cô chú Bảy có muốn nói là gì với mọi người không? Chào mọi người, thầy cũng chúc người anh em mình hết, người cũng sức mạnh dồi dào, dạng sự nhí, mà nó phát đạt. Con chúc lại. Rồi con, dạ con cảm ơn chú Bảy và chúc sức khỏe, chúc chú Bảy sức khỏe dồi dào, dạng sự nhí, thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại chú Bảy nha.